Hello, hello, chào các bạn nha. Ok, tiếp tục làm tiếp các bạn ơi. Đây đi được mấy đơn đây trống á. Trống khỏe quá. Cái quạt còn chỉnh định luôn cả. Ok. À, có một đơn đầy đủ bao gồm cả cả đầu bơm nha. Tối nay mình ráp nè, tí mình ráp luôn nha. Cảm ơn anh khách đã ủng hộ. Thì sắp tới mình sẽ xả cái lô này đi kèm với đầu bơm. Hiện tại mình đang đặt thêm 10 đầu bơm nữa. Đây đầu bơm. Bán giá tốt cho anh em về xài. À, tối nay ráp các bạn. Bữa nay đi lấy được cái đi mua được cái máy khoan bàn, mừng quá trời mừng luôn. Đây. Đủ hết nha các bạn. Cánh bên trong nha. Này tí mình ráp nha. Cái bộ này mình mua trên Shopee Lazada về. Bộ này có một đơn vị họ họ làm các bạn. Cốt mình đặt theo đúng cái tiêu chuẩn luôn nè. Cái này tí mình ráp xong mình làm cái clip test nha. Đó, các bạn đón xem nha. Đó, này tí khách đón xem. Đó. Một cái bơm. Bơm như vậy hiện tại mình bán là 740k. 740k đã luôn đầu bơm nha, ráp hoàn chỉnh hết. Kèm với một cái IC. Kèm với một cái bo các bạn. Kèm với một cái bo điều khiển nha. Về các bạn ống ống 60. Con này phải mồi nước nha, mồi nước. Về các bạn là xài nha. Con này chống nước rất là tốt nha. Về các bạn là xài cấp điện 12A4, thêm một cái bo điều khiển nha. Thêm một cái bo điều khiển nữa. Cái bo xài năng lượng mặt trời được nha các bạn. Chạy từ 12 cho tới 48 nha. À, nắng mình đang đặt một bộ năng lượng mặt trời cộng với một cái inverter về làm combo bán cho các bạn luôn, combo bơm nước năng lượng mặt trời. Đây là một cái mảng mà mình sẽ ráp chung với cái thằng này. À, để bán cho kỳ hết thì thôi nha. Các bạn đón xem nha. Cái này đón xem. Còn một bộ như vậy thêm một cái bo điều khiển về cấp 12A4 là xài. Từ 12 tới 48V chạy tự động nha. Thì giá là 760k, à, giá cực tốt luôn, giá cạnh tranh trên thị trường. Một bộ. Này đi mua được cái khoan. Hôm nay mình cũng ngó nha. Có khoan bàn Tiến Đạt rồi khoan bàn Hồng Ký này nọ Đài Loan, Trung Quốc các kiểu không khoái các bạn. À, mình đợi khoan Nhật. Khoan Nhật trên mạng thì rất là nhiều mà đắt quá. Cuối cùng bữa nay một bãi họ xả đó. Cái này. Bãi họ xả cuối cùng mua được cái này. Kitagawa, nói chung thì xài được cứng ngắc à, không rơi không lắc. À, rất là tốt. Em ru. Chạy em ru các bạn. Giá rẻ. Còn máy này anh khách không có lấy nha. Thì mình lên CNC mini để chạy những cái bát, chạy những cái ứng dụng nhỏ nhỏ làm xài. Toàn khách anh lấy cái cặp này hành trình 300 inox, cặp này quá chuẩn, cặp này quá chuẩn luôn, ngon. Con này 2 triệu 6 nha anh em nào lấy được thì ủng hộ. Còn khách nào tới nhà chở thì 2 triệu 4. Tí tối tối mình cẩu lên mình làm tiếp test nha. 30 kg, cánh 60. Con này hàng công nghiệp. Tự nhiên ôm cái bự quá cái nó nặng cái khó bán các bạn. Rút kinh nghiệm mốt không có lấy nữa. Hoặc khách nào tới nhà mình chở mình giảm thêm 100 còn 2 triệu 2 triệu 3. Gần như là thu vốn. Đó, 2 triệu 3. Tí mình test nha. Điện 220 một pha. Con này thì cơ bản thì quay test sơ bộ bên bãi thì rất là êm. À, nói chung thì 2 triệu 3 nha anh em. 30 kg. Cây này 1 triệu tư 50 nha. 1 triệu tư 50. Cái này để mình tháo ra mình lắp cái motor vô đây mình test cho các bạn nha. Test bán. À, lắp motor vô đây bán rẻ cho các bạn. Bấm lên xuống là nâng hạ gầm xe, nâng hạ các kiểu, nâng hạ bàn kỹ thuật á, bàn nâng hạ nha. Còn cái này mình còn cái bán các bạn 900 bán nhanh gọn lẹ nha. 900 không bao gồm phí ship inox nha, inox. Anh em nào ở nhà mà hay đánh đất xới đất á. À, đánh đất xới đất cát các kiểu nha, đánh. Con này bán các bạn 500.
xả nhanh 500, anh em mà về liền điện điện gió điện nước. Phát điện cực tốt, chống nước tốt, hàng xịn, áp cao. Con này các bạn cần khoảng 12 24 á thì không cần quay nhanh nha, quay chậm 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 là ok. Con này 208, giảm thêm 200 nữa về khách nghiên cứu hoặc là rảnh rảnh để mình làm hoàn thiện luôn. Thổi khí nóng. Đầu khoan thì cứ 13 là 60k nha các bạn. Còn 10 ly của Đức thì là 50k, hoặc là 10 ly của USA của Mỹ thì là 50k một cái nha. Đó, 50k một cái. Cây này 2 triệu rưỡi khoan. Cái cây ti 2 chiều. Cây này của Parker của Mỹ nha. Hành trình cỡ 2 tấc. Tải cỡ 5 tấn. Cây này bán nhanh các bạn 1 triệu 8 bao ship, 1 triệu 8 bao ship, hàng bao xài. Hàng của Mỹ bao xài. Còn cái bộ ba bánh răng này thì 1 triệu 4 nha, 1 triệu 4. Hàng của Nhật. Đi một số đồ các bạn. Anh khách anh lấy cái mâm xay. Mâm này được. Hàng của Nhật các bạn nhìn thấy nó đã sao đâu nha. Mâm này anh làm chục A nha. Đó, chục A. Mấy nay dọn kho các bạn, dọn kho này nó cũng gọn gọn nha. À đây, siêu phẩm về, còn đúng một cái nha. Cái này ba cái nhưng mà chỉ có một cái còn tem mà, là bên bãi là cái mình lấy ngày hôm qua mình giao rồi. Còn hai cái này thì giống 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 như cái còn mình bán rồi á, nhưng mà nó không có tem. 4HP là 4 ngựa nha. Con này than bọng còn rất là ngon, cổ góp còn ngon, cổ góp còn sáng giới, chưa có mòn gì chưa. Quay êm ru. Con này 800k một con á, bao ship nha, bao ship bán nhanh còn lẹ cho anh em, 4HP. Mà để xem các bạn, để xem, khả năng thì còn con mình giữ là mình xài. Tại vì mình cần để test đồ. Tại vì con này tua 4200 mà 4HP thì khi mình điều chỉnh kéo á, thì nó kéo rất là tốt, kéo rất là tốt. Ở đây con giảm tốc này bán nhanh các bạn 600 nha. Giảm tốc này bán nhanh 600, điện 100, điện 100V nha. Con này tua khoảng 10 vòng 1 phút nhưng mà siêu khỏe. Siêu khỏe, tua khoảng 10 vòng 1 phút. Đó. Giảm tốc. Giảm tốc ở đây rồi nó còn giảm tốc thêm một nhông lớn nữa các bạn. Ra cái cốt rất là lớn nha. Anh em nào độ chế tời các kiểu. Cái này các bạn không có quay được đâu nha. Không cần thắng. Cỡ 10 vòng phút bán bạn 600, mình đấu dây về các bạn cấp điện 220, ủa 100 110 là xài. Còn khách nào mà cần đấu luôn cái này á, cái tay bấm á, thì thêm 100k đến 700. Có hai cái. Cái này xả 450 nha, giá thấp nhất, xoay 180 độ. Super Chupo, cái này 2 triệu. Super Chupo. Hàng mới tinh. Quay em ru, Super Chupo. Giá 2 triệu nha. Có cái quạt tản nhiệt phía sau. Cây này 300, Hypro Speed không biết làm cái gì. Hàng của Nhật. Tháo trong máy ra. Hai con khu Moscow. Hai con này để mình đặt mấy cái một cái máy tính mình đang có vấn đề. Để máy tính đặt về xong rồi mình làm cái test cho các bạn coi chơi. Khu Moscow cần lập trình mới chạy được nha. Cây ti hơi. Ti hơi của Nhật đồng. Cây này 600. Ra vào khoảng 100 mm nha. Cái bộ này trong cuối tuần này giao cho anh nha. Làm thêm một cái bo khiển để chế để anh taro. Anh đợi giùm. Một cái bo khiển. Làm gọn ghẽ lại nha. Anh về anh taro.
Cây này 900 các bạn ha. Cây này siêu khỏe nha, tải 500 kg thoải mái, 900. Made in Japan. À, 900 T40. Siêu khỏe. Cục này bán xả các bạn 400 luôn, coi như xả bỏ nha, không bán nữa. À, cục này cũng 400. Onkyo. Cái này 1 triệu mốt các bạn ha. Mình tặng các bạn cái này, em tặng các bạn các bạn phần này luôn. 1 triệu mốt, 300W to đùng. Cái này 250k nha. Đó, anh em nào làm ở đây có motor để nó kéo qua kéo lại nè các bạn. Hàng của hàng máy bay nha, thông gió. Để đo các bạn đường kính bao nhiêu, 250k. Trăm năm mươi nha, ống 150. Con này 600, 90W, 24V, giảm tốc chuột vít ha, anh em chế xe chế tời. Đây siêu phẩm, siêu phẩm nha, siêu phẩm, siêu phẩm. Con này áp cao nha. Con này khách nào chạy điện 220 liên hệ mình làm một cái bo. Ủa, mình làm một cái bộ diode nha, bộ diode cấp vô là chạy siêu khỏe. Con này 800 các bạn. 800, khách nào chạy 220 nha, mình làm luôn cái bo là 800. Cái bo diode nha, cái diode. Chuyển điện AC thành DC là 800. Ở đây mình cấp 24 cho các bạn coi chơi thôi nha. 24. 24 thì không phải điện áp của nó nha. 24 thì chỉ là giống như gãy ngứa nó. Nè, 24. Em ru. Đẹp. Hàng của Nhật. Xăng Yodenki. Xăng Yodenki. Con này nếu mà chạy điện 220 á, các bạn cấp vô chạy á, thì các bạn kéo chế tời cũng được nha. Chế tời kéo cũng rất là khỏe. Đó. Nhưng mà nó không có giữ nha, nó không có giữ tua nha, nó vẫn quay được. Phát điện được không ta? Tí thử mình test có phát điện được không? Chập lại thử cái. Có phát điện nó ra gì không ta? Phát điện ra thì ngon lắm nha. Để mình thử các bạn. Chứ mấy con có chỗ thang này thì phát điện cũng được nha. Cũng được các bạn ơi, yếu. Ha. Không ngon bằng mấy con sạc vô. Nói chung motor kéo á. Còn khách nào mà lấy để như vậy lấy nha thì 700. Còn mà khách nào lấy luôn cái bo diode á về cấp điện 220 một pha là xài thì là 800, thêm 100 nữa 800. Còn bộ giảm tốc 25W xịn sò Japan đi kèm với một cái bo điều khiển tốc độ. Bộ này 900. Alo alo. Cần gì cần cái nào nói luôn. Không có. Tiếp tục tủ các bạn ơi. Tủ mình xả nha. Cái này xả các bạn 800 bao ship, không có chân, không ấy, không thắng. Không khay. Nè, 800 bao ship hoặc 700 tới nhà chở. Coi như xả một cái về anh em đựng đồ. Đựng đồ
800. Bữa nay đi cũng đi thêm một cái tủ đẹp nha. Ở đây còn cái loại này, cái này để mai mình vệ sinh. 2,4 triệu. 2,4 triệu. Khách nào mua trong clip này thì mình tặng thêm một khay nha, là 5 khay nha. 5 khay 2,4 triệu. Đó, con này rất là đẹp luôn, nét. Con này đặc biệt là nó có cái này các bạn. Nó có cái nắp này. Rồi nó có thêm một cái khay nhôm vậy. Ha, rất là đặc biệt. 2 triệu tư nha. Khách nào mua trong clip này thì tặng thêm một khay là 5 khay. 5 khay là gần như full luôn nha. Gần như đầy đầy khay luôn á. 5 khay. Có cái nắp này ha. Đựng cái gì? Đó, đèn đẹp ghê. Vệ sinh lại thì con này là hàng limited nha. Cái loại này chỉ có một con một các bạn. Còn lại cái loại mà loại một đẹp á thì mấy cái này mình chưa vệ sinh nữa các bạn. Thì giá là 2 triệu mốt, mình giảm thêm 100k cộng với mình tặng thêm là một cái khay. Đó, xả xả bán cho lẹ cho hết các bạn ơi. Nha, là 2 triệu mốt, 5 khay. 2 4 6 7 khay. 7 khay nha. Đó, thì lấy ra 2 khay là 5 khay. Còn khách nào mua thêm khay thì 200k một cái các bạn. Là khay đẹp đó nha. Còn khay mà cấn cấn hay gì đó thì 100k, cấn nứt bể gì đó. Đó, 5 khay. Bữa nay khách nào lấy thì mình tặng thêm một khay nữa là 5 khay. Tủ đẹp, bánh xe ok, thắng ok, vệ sinh sạch sẽ, về là xài không cần vệ sinh lại nha. Đó, bao ship, bao công, làm hết, về khách chỉ xài thôi. Và khách có thể lựa chọn cái mà có cái nắp nhôm này nè, cũng ok, bán luôn. Nha. 2 triệu mốt nha các bạn. 2 triệu mốt. Ok, lên trên. À đây, hộp số của Mỹ. Cái này tối nay mình làm một cái clip review nha, mình mở bên trong cho các bạn coi nó hộp số nó như thế nào nha. Cơ bản hiện tại khi quay á thì là cả ba nó cùng quay luôn nha, cả ba nó cùng quay hết đó. 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6 giảm thêm 100k, còn 1 triệu 6 bao ship nha. Tối nay mình làm một clip review nha, bung đồ bên trong cho bạn coi. Hàng nhông thép của Mỹ nha. Nặng 10 14 kg nha. 14 kg. Bơm từ bơm nước nha. Bơm từ bơm nước 1 triệu 2. Hàng Germany, này hàng mới chưa xài nha. Bơm từ. Bơm từ có nghĩa là ở đây các bạn, nó có một cục 500 nha. Để tối nay mình review cho các bạn coi nha. Nhiều khi khách hỏi bơm từ là cái gì. Giảm tốc 1 triệu 4. Con này sạc vô 400W nha, Mitsubishi. Đây, xả thêm một số đồ linh tinh. 100k hộp nhôm. Hai củ đề. Củ đề này cỡ cỡ khoảng 500W nha. Củ đề thẳng. Củ đề này bữa mình có test nha, chạy ok. Củ đề này 400 nha, 400. Củ đề nhỏ. Ba cái motor 775 các bạn. 200k ba cái nha. Còn củ đề nhỏ hơn thì 300 nha, củ đề nhỏ hơn thì 300. Đó, 12V. Mình còn bốn con motor cốt 8. Để tối nay mình ghép với hộp số mình bán hết nha. Đặc biệt còn một cái 24V 7 ngàn vòng. Tua cao 7 ngàn vòng. Con này 500 nha các bạn. 7 ngàn vòng hiếm nha, chỉ có một con một thôi. 7 ngàn vòng 500. Còn lại á, mấy con 3.500 vòng á thì bán các bạn là 400 ha, 400. 100k cục pin, về các bạn nghiên cứu. Hoặc khách nào lấy hết nha. Lấy hết 4 cục thì tính các bạn 300. À, 300. Tặng cục nhỏ.
cục nhỏ 3 cell ha, còn cục lớn này 4 5 cell vậy đó nha. Không 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 không. Bộ này 220 có thắng từ giảm tốc lớn, cốt lớn, con này tải 300 kg nha, có thắng từ 2,2 triệu. Mấy cái tay gạt này các bạn 800 cái nha, 800 cái, hàng của Đức, không hiểu xài kiểu gì. Tên S SD của Đức, Romania. Các bạn có mã này nha, Romania. Hết chỗ để rồi mình để đại, để mình vệ sinh xong mình người ta đưa lên kệ. Motor nhỏ nha, motor nhỏ 70k một cái, chế máy máy khoan, máy bắn vít nha, 12V, hàng của Đức, Germany, 250 vòng 12V. Còn mấy con này thì 100k một con nha, mấy con này thì 100k một con, tua 20 vòng nhưng mà siêu khỏe. Ok, ở đây các bạn, ở đây mình soạn được một số con ấy nè. Bây giờ cũng không biết cái ruột nó nằm đâu, khách nào lấy mình bán nhanh. 100k cái này các bạn, 100k cái ruột vậy nhé. Đây nè, à đây các bạn ơi, mấy cái ruột nó như vậy nè. Cái này mình tặng đi kèm luôn nha, mấy cái ấy nè, mấy cái 500 nè, mình tặng đi kèm luôn, về các bạn nghiên cứu nha. Không có đủ đồ nha, bác biết là này nọ mình soạn được nhiêu mình mà bán bấy nhiêu. Mấy cái ruột nè, 3 4 cái gì đó, khách nào lấy thì mình để rẻ hết nè. Đây nè, tí mình lôi ra mình soạn nha. Cứ 100k là một bộ như vậy, một cái demo, một cái rồ to với một cái star to 500, có thể 500 bị vỡ hay gì đó nha. Soạn ra bán rẻ rẻ cho khách nào về nghiên cứu nha. Mấy cái như vậy nè, cái 500 gì nè đó, soạn ra hết á, 500 này bị vỡ, bị này kia nha, nói trước cho các bạn hiểu nha các bạn, chứ buôn bán mà không nói rõ rõ, tại vì mình các bạn biết không, bán 5 năm rồi, kinh qua hết các trường hợp. À, khổ lắm nha, khổ tâm, nó không rõ cái về cái trả hàng các kiểu nghe nó mệt lắm, nghe nó thà thì không bán, vứt rác cũng được, bỏ rác cũng được, xử lý bán về chai. Còn bán mình nói rất là rõ rồi, anh em nào cảm thấy mua được thì mua, còn khó quá thì bỏ qua, đơn giản thôi, làm chi cho nó phức tạp lên rồi cãi nhau y xèo. Bây giờ kiệt sức các bạn, hết sức cãi à. Đó, giờ là cảm thấy mà nghi ngờ ha, mình nói lại lần nữa ha, khách mà cảm thấy ô nó vậy có vẻ như ấy, ok rồi khỏi bán đó, bỏ bán người khác xong cho nó lẻ các bạn. Chứ nhiều khi bán rồi thì đâm ra là cãi nhau, thì mình cũng đã kiệt sức rồi, mình không có bơm, giờ không có muốn cãi nữa nha, giờ hết sức cãi. Cái này 1,5 triệu, sắp tới mình lắp cái motor vô chạy 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 cho các bạn coi nha, hành trình 250. Ok, tính lại một số đồ vậy các bạn ơi,